Thưa quý vị, theo thông tin mới cập nhật thì 24 giờ qua trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận thêm 5.490 ca mắc mới COVID-19 tại 40 tỉnh, thành phố. Như vậy là số ca mắc mới trong ngày hôm nay đã giảm hơn 1.400 ca so với ngày hôm qua. Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương vẫn dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới. Cũng trong ngày hôm nay thì có 28.857 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, gấp hơn 5 lần số ca mắc mới, nâng tổng số ca được điều trị khỏi của Việt Nam lên gần 665.000 người. Trong khi đó thì ngày hôm qua có thêm hơn 760.000 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Thời gian qua, chiến dịch tiêm chủng toàn dân đối với vaccine COVID-19 vẫn đang được triển khai mạnh mẽ. Tính đến nay, cả nước đã tiêm gần 44 triệu liều vaccine COVID-19, với nhiều tỉnh thành đang sắp đạt được mục tiêu 100% dân số được tiêm ít nhất là một mũi vaccine. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19, tính đến mùng 1 tháng 10, có hơn 43,8 triệu liều vaccine COVID-19 đã tiêm chủng. Riêng hôm qua, cả nước tiêm hơn 777.000 liều vaccine. Nhiều tỉnh thành đã có hơn 95% dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng gần 60 triệu liều vaccine các loại khác nhau, gồm AstraZeneca, Moderna, Verocell, Pfizer, Sputnik V và Abdala. Hiện đã phân bổ khoảng hơn 56 triệu liều. Theo Bộ Y tế, từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, Việt Nam có thể sẽ tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn so với thời gian trước. Đặc biệt, ngày 30 tháng 9, Chính phủ đã ký quyết định bổ sung kinh phí tới hơn 3.200 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Để đảm bảo sử dụng vaccine đúng tiến độ, tăng nhanh diện bao phủ, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm vaccine với số lượng lớn. Thưa quý vị, mới đây ngành y tế thành phố Đà Nẵng bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer mũi 1 phòng COVID-19 cho hơn 2.000 phụ nữ mang thai từ 13 tuần tuổi trở lên trên địa bàn. Điểm tiêm chủng văn hóa thể thao quận Sơn Trà. Tại đây, hơn 620 phụ nữ mang thai thuộc hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đã được tiêm vaccine Pfizer mũi 1. Trước đó, danh sách đối tượng tiêm được các địa phương cập nhật, lịch hẹn theo khung giờ, tránh tụ tập đông người, đảm bảo các quy định về phòng dịch. Bữa nay mình bầu là 28 tuần, thì sau khi tiêm thì mình thấy bình thường, chưa có dấu hiệu gì hết. Còn về tâm lý thì khi mình tiêm được Pfizer thì mình cũng thấy an tâm hơn. Đáng lưu ý, vì đây là đối tượng tiêm đặc biệt của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị tổ chức bố trí nhân lực tiêm chủng tuyệt đối an toàn, đúng tiến độ. Bởi phụ nữ mang thai có thể có phản ứng sau tiêm nhiều hơn các đối tượng khác. Chúng tôi tiêm cho phụ nữ mang thai thì vaccine là Pfizer của Mỹ. Thì trong quá trình tiêm chủng thì thấy chưa có xảy ra những cái phản ứng đáng tiếc nào sau khi tiêm chủng. Có một số thì có cảm giác nôn nao, khó chịu, chóng mặt cũng được tư vấn thăm khám kỹ 15-20 phút thì đa số cũng không can thiệp gì. Ngoài điểm tiêm tại quận Sơn Trà, các địa phương tổ chức 3 điểm tại Bệnh viện Ung Biếu Đà Nẵng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm, Trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh với tổng số 25 bản tiêm đảm bảo giãn cách theo quy định. Thưa quý vị, các loại sản phẩm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dù đã giảm sâu giá bán, thế nhưng vẫn không có người thu mua. Nhiều hộ nuôi trồng đang đối diện với cảnh trắng tay, nợ nần khi không thể thu hồi vốn đầu tư. Vụ ốc hương năm nay, gia đình ông Lê Xuân Diệu có sản lượng hơn 20 tấn. Thế nhưng đến nay chỉ có khoảng 11 tấn ốc sai lớn được thu mua với giá chỉ bằng một nửa so với năm trước. Gần 10 tấn ốc còn lại không biết bán đi đâu. Thì thôi, như năm ngoái, vì năm nay toàn bộ ốc của bà hai hô tuyển thả lại gần chục tấn tuyển là nên tính giá như năm ngoái đến tâm nhưng thiệt hại được khoảng tỷ rưỡi, tỷ sáu gì đó. Bây giờ gia đình mình nếu mà theo cái đa mình như thế này nên nói chung gia đình biết là sinh sống rồi đáng ạ. Cũng giống như hàng chục hộ nuôi cá lồng bè tại xã Thạch Sơn, gia đình anh Tiến có hơn 5 tấn cá chẽm đã đến kỳ thu hoạch. Không có thương lái thu mua nên vợ chồng anh phải mang ra chợ để bán lẻ. Nhưng mỗi ngày cũng chỉ bán được từ 5 đến 10 con,
trong khi giá cũng thấp hơn bình thường khoảng 40.000 đồng trên 1 kg. Cả nuôi hàng năm, một năm rồi mà thu hoạch lại đến dịp thu hoạch lại bán được, nhập đá đồ ráng được thì năm năm đó một ngày cho mấy trăm ngàn bạc thức ăn, có thứ thì vay tiền lại về cho ăn, có thứ thì làm được thì đừng đỡ mà khỏi vay tiền lại về để cho cả ăn. Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh đang có khoảng 1.200 tấn sản lượng nuôi trồng thủy sản đến kỳ thu hoạch nhưng khó tiêu thụ, chủ yếu là tôm, ốc hương, cá lồng bè, tập trung ở các huyện như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân. Bên cạnh đó, giá bán hiện tại giảm khoảng từ 30 đến 40% so với các năm. Dịch bệnh Covid xảy ra kéo dài cùng với là bị giãn cách xã hội, thành ra là sản phẩm mặc dù giá xuống thấp nhưng sản phẩm tiêu thụ cũng rất là chậm. Đấy. Chủ yếu là thời kỳ vừa qua chủ yếu là tiêu thụ nội địa. Đấy. Mà các nhà hàng, khách sạn đều nghỉ giãn cách, thành ra là tiêu thụ rất là khó khăn. Hiện các ngành chức năng của địa phương đang nỗ lực tìm kiếm kênh tiêu thụ sản phẩm cho người dân, đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành tổ chức trên địa bàn chung tay hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy là 6 tháng đầu năm nay, lượng đường nhập khẩu về Việt Nam là 800.000 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, một nửa đến từ 5 nước ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia và Myanmar, với tỷ lệ tăng đến 1.000%. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, các nước này không thể có đủ cạnh tranh để xuất khẩu đường vào Việt Nam. Do vậy, không loại trừ khả năng, Thái Lan đã đưa hàng sang nước thứ ba rồi xuất ngược vào Việt Nam để lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp mà Việt Nam đang áp dụng cho xứ sở chùa vàng. Tại các siêu thị, giá bán lẻ đường của nhà sản xuất trong nước đang ở mức 25.900 đồng 1 kg. Còn tại các cửa hàng tạp hóa, đường trong nước đang bán ở mức 22.000 đồng 1 kg. Theo người bán hàng, mức giá bán đường này đã tăng so với 2 tháng trước. Giá đường trong 2 tháng nay thì nó đang tăng. Nó tăng từ 19 đến 21, 22 nghìn. Bây giờ dân thì đang Covid, đang ở nhà không có tiền. Vâng. Tăng giá như thế thì người ta vẫn phải ăn nhưng mà vẫn kêu. Giá đường trong nước tăng bởi giá đường trên thế giới cũng đang trên đà tăng kỷ lục. Giá bán có tăng nhưng sản lượng đường trong nước lại thấp kỷ lục. Nghịch lý là dù sản lượng trong nước giảm, đường nhập khẩu tăng hơn 13% so với cùng kỳ, nhưng hiện lượng đường tồn kho trong các doanh nghiệp mía đường Việt Nam vẫn rất lớn. Cái lượng đường tồn kho hiện tại là rất nhiều, trên 50% so với cái sản lượng sản xuất của một vụ, thì cái đồng nghĩa với cái lượng trả tiền vay của nhà máy không sản xuất khơi trên lại mà phải trả một cái tiền vay liên tục. Đến nếu mà cái lượng đường đó vơi đi bán đi càng nhanh á, thì cái đồng vốn ta xoay chuyển lại thì nó giảm cái lực trả tiền vay, thì bớt gánh nặng tài chính cho công ty. Và cái lượng đường giá rẻ này thì nó mang cái tác động rất là xấu đối với ngành đường Việt Nam. Nó khiến cho cái giá bán đường trong nước không tăng lên được. Và khi giá bán đường không tăng lên được thì các nhà máy không có thể nào có cơ sở để có thể tăng được giá mía cho người nông dân. Trạng hiện nay của ngành đường Việt Nam, nếu giá mía không nâng lên được thì người nông dân không thể nào trồng mía nữa và ngành đường Việt Nam thì không thể nào tiếp tục hoạt động. Thiệt hại của cái đường phá giá trợ cấp có nguồn gốc từ Thái Lan thì đã được Bộ Công Thương công bố trong cái kết luận điều tra chống bán phá giá trước đây. Trong đó thì đã xác định là cái diện tích trồng mía đã giảm đến hơn 50%, nó tương đương mới giảm hơn 150.000 ha. Trước những khó khăn của ngành mía đường Việt Nam, mới đây Bộ Công Thương ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, biện pháp phòng vệ thương mại, chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm mía đường có xuất xứ từ Thái Lan bị cáo buộc lẩn tránh thông qua 5 bước ASEAN, gồm Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Số các cái dấu hiệu cho đường mía nhập khẩu từ Thái Lan thì có giảm xuống, nhưng mà cái khối lượng nhập khẩu đường mía từ một số nước ASEAN khác thì lại tăng lên. Thì chúng tôi cũng có hướng dẫn ngành sản xuất trong nước cũng như là Hiệp hội Mía đường Việt Nam thì thu thập các cái thông tin và chứng cứ, làm rõ những cái dấu hiệu mà theo ngành sản xuất trong nước và Hiệp hội Mía đường Việt Nam thì đó là những dấu hiệu của các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường mía từ Thái Lan. Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, ngay từ khi có quyết định về việc Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ điều tra thì dòng đường có dấu hiệu lẩn tránh đã giảm và giúp cho hoạt động mía đường Việt Nam vụ sắp đến dễ thở hơn.